xin được chào đón sự xuất hiện của tất cả đại diện của hơn 16 đội bóng tranh giải lần đầu tiên do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa tổ chức lần thứ nhất năm 2024 tranh cúp Tình Thương Forever Day OK. Đây là một cái sự kiện lớn để chúng ta gắn kết với nhau, cộng đồng với nhau. Tôi có là chủ giải, xin phép thông qua điều lệ giải bóng đá Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa. Điều hành giải một cách trung thực, khách quan, đúng luật và đúng điều lệ của giải. Xin hứa. Chúng tôi xin hứa tuyệt đối chấp hành điều lệ giải, quy chế quy định thi đấu của ban tổ chức và điều hành của tổ trọng tài. Tham gia thi đấu tích cực, đoàn kết, trung thực, cao thượng.